Điểm 10 chương trình cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái nội dung cuối cùng trong chương số 8, đó là một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Nội dung đầu tiên đó là vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Nội dung thứ hai đó là tìm hiểu bốn cái hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp điển hình trên thế giới, đó là điểm công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung và vùng công nghiệp. Trước khi đến với vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp thì các em phải hiểu tổ chức lãnh thổ công nghiệp là gì. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp chính là sự phân phối và sự bố trí của các tổ chức cũng như là các cơ sở sản xuất công nghiệp trên một cái lãnh thổ nhất định và tận dụng những cái điều kiện hiện có để phát huy hết cái hiệu quả, phát huy được cái tính hiệu quả của nền kinh tế cũng như là xã hội và môi trường. Như vậy, tổ chức lãnh thổ công nghiệp nó sẽ bao gồm ba cái vai trò chính. Vai trò đầu tiên đó là sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động. Như các em đã thấy thì nơi nào mà tập trung tài nguyên thiên nhiên thì nơi đó sẽ công nghiệp sẽ phát triển. Và nếu như muốn khai thác được nguồn tài nguyên thiên nhiên thì đòi hỏi phải có hỗ trợ của một số cái nguồn lực khác, ví dụ như là cơ sở hạ tầng hay là hệ thống đường giao thông, xí nghiệp, nhà máy, vân vân. Và nếu như mà nó có sự phân phối cũng như sắp xếp một cách hợp lý thì tài nguyên thiên nhiên sẽ được khai thác một cách hợp lý. Và ngược lại, nếu như mà công nghiệp mà phát triển một cách lẻ tẻ thì nó sẽ gây ra lãng phí cái việc khai thác nguồn tài nguyên này cũng như là lãng phí những cái nguồn về vật chất, cơ sở vật chất kỹ thuật. Vai trò thứ hai đó là tạo ra hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường. Và đối với những các quốc gia đang phát triển, các quốc gia đang phát triển thì cái tổ chức lãnh thổ công nghiệp nó có vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi vì nó sẽ thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nó góp phần đem lại hiệu quả cao về nền kinh tế và làm cho nền kinh tế sẽ chuyển dịch theo hướng tích cực. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ hai, đó là một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Đây cũng chính là nội dung trọng tâm của bài. Các em quan sát lên màn hình, đây là sơ đồ của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Vậy làm thế nào để các em biết được đâu là sơ đồ nào là cái điểm công nghiệp, là khu công nghiệp tập trung, là trung tâm công nghiệp hay là vùng công nghiệp? Thì đầu tiên các em phải cùng tìm hiểu một số cái dấu hiệu nhận biết cũng như là đặc điểm cơ bản của cái bốn hình thức này thì các em có thể biết được đâu đó, đâu là cái hình thức nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết từng cái hình thức. Hình thức đầu tiên đó là điểm công nghiệp. Đây là cái sơ đồ của điểm công nghiệp. Bây giờ các em quan sát trên màn hình thì phần lớn cái sơ đồ của điểm công nghiệp đó là những cái mảng mà người ta tô màu hồng. Các em thấy được chưa? Những cái mảng tô màu hồng này chính là khu vực dân cư. Và hình bên cạnh, nhìn vào bảng chú giải, các em thấy cái hình bên cạnh của khu vực dân cư đó chính là xí nghiệp công nghiệp. Như vậy chúng ta có thể nhận xét là gì? Đối với điểm công nghiệp thì xí nghiệp rất là ít. Nó sẽ bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp thôi. Và nó nằm trong, nó gắn liền với cái điểm dân cư luôn. Và dựa vào sơ đồ này chúng ta có thể kết luận được là gì? Điểm công nghiệp là một hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất. Như vậy, điểm công nghiệp chúng ta sẽ kết luận một vài nội dung như sau. Thứ nhất, điểm công nghiệp nó sẽ đồng nhất với điểm dân cư. Thứ hai, nó sẽ gồm 1 đến 2 xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên liệu công nghiệp hoặc là vùng nguyên liệu nông sản. Bởi vì cái vai trò của các xí nghiệp này là những cái xí nghiệp sơ chế hoặc là những cái xí nghiệp mà khai thác, chứ nó không có đi chuyên sâu về chế biến nông sản để tạo ra sản phẩm tinh. Cho nên phần lớn các xí nghiệp này nó sẽ nằm gần nguồn nguyên liệu công nghiệp hoặc là nguyên liệu nông sản. Và chính vì nó nằm
gồm một đến hai xí nghiệp, cho nên nó sẽ không có cái mối liên hệ với nhau giữa các xí nghiệp, cũng như là nó sẽ không có cái bên cạnh việc không có cái mối liên hệ với nhau thì nó cũng sẽ tạo ra những cái ưu và nhược điểm. Lát nữa cô sẽ trình bày cho các em hiểu rõ hơn về vấn đề này. Và thứ ba nữa, đó là kết luận cho cô một ý cuối cùng, đó là hình thức đơn giản nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Rồi bây giờ cô sẽ chừa cho các em 1 phút để các em có thể hoàn thành cái nội dung điểm công nghiệp này vào vở. Và trong điểm công nghiệp này, các em chú ý cho cô cái ý đầu tiên, đó là đồng nhất với một điểm dân cư. Lát nữa chúng ta sẽ có làm một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến cái phần này. Rồi chúng ta đến với nội dung thứ hai. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái hình thức thứ hai là hình thức cao hơn hình thức điểm công nghiệp. Đó là khu công nghiệp tập trung. Cái ưu và nhược điểm này thì cô xin lỗi, bây giờ cô sẽ trình bày cái ưu và nhược điểm này trước nè. Cái điểm công nghiệp là do bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp, cho nên là ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó đó là nó cơ động, nó dễ ứng phó với những sự cố, nghĩa là gì? Một xí nghiệp nếu nó xảy ra cái sự cố gì á thì nó sẽ dễ ứng phó và nó dễ thay đổi thiết bị mà nó không liên quan đến những cái xí nghiệp khác. Được chưa? Và nó không làm ảnh hưởng tới các xí nghiệp khác, nghĩa là xí nghiệp này bị sự cố thì xí nghiệp khác vẫn hoạt động được. Đó là về ưu điểm. Tuy nhiên, điểm công nghiệp nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Đó là hạn chế gì? Đó là nó sẽ tốn kém đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cô ví dụ như là cùng một chi phí để một cái xí nghiệp hoạt động thì nó đòi hỏi phải có những cái nguồn lực hay là những cái điều kiện thiết yếu nhất. Cô ví dụ như là hệ thống giao thông nè, thông tin liên lạc nè, hay là điện, hay là nước, vân vân. Nếu như chỉ có một xí nghiệp hoạt động thì nó sẽ chi phí nó sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu như có nhiều xí nghiệp mà cùng hợp tác với nhau á thì cùng là chi phí đó nó có thể chia sẻ với nhau, dẫn đến một chi phí nó sẽ giảm hơn. Và thứ hai nữa, bởi vì các xí nghiệp này nó đơn lẻ, nó hoạt động đơn lẻ, cho nên nó sẽ dẫn đến cái lãng phí cái nguồn phế thải. Có nghĩa là cái xí nghiệp này, những phế thải, phế phẩm của cái xí nghiệp này nó sẽ không được tái sử dụng cho những cái xí nghiệp khác. Đó là cái việc lãng phí nguồn phế thải. Và thứ ba nữa, đó là nó không tạo ra mối liên hệ giữa các xí nghiệp. Chính vì nó không tạo ra mối liên hệ giữa các xí nghiệp, cho nên vốn đầu tư vào xí nghiệp nó sẽ nhỏ hơn. Và các xí nghiệp này nó không có mối liên hệ với nhau, cho nên là các hệ thống nước thải cũng không được xây dựng một cách chu đáo, dẫn đến là gì? Các xí nghiệp này nó có thể thải xả trực tiếp ra ngoài môi trường. Rồi để từ từ cô giảng từ từ hệ bạn Uyên Nhi. Được em Nhi có thể không chép bài nhưng mà em phải nghe cô giảng nghe, tại vì lát nữa cô sẽ chí một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới bài này. Rồi bây giờ cô nói lại nè, về nhược điểm á, cái nhược điểm cuối cùng đó là không tạo mối liên hệ giữa các xí nghiệp khác. Cái nhược điểm này có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là các xí nghiệp này nó không có mối liên hệ với nhau, cho nên dẫn đến là vốn đầu tư của các xí nghiệp này nó sẽ nhỏ. Và các xí nghiệp không liên hệ với nhau thì cái không xây dựng được cái hệ thống xả thải ra ngoài môi trường một cách chu đáo, dẫn đến là các xí nghiệp này nó sẽ xả thải chất thải ra ngoài môi trường một cách trực tiếp và dẫn đến ô nhiễm môi trường. Cái ưu và nhược điểm này không có trong sách giáo khoa, cái này là cô nói thêm, cho nên những cái bạn nào trong cái bài bài trước mà cô đã cho các em ghi bài á thì các em có thể là bổ sung cả hai những cái ý này vào trong vở để sau này nếu chúng ta bắt gặp những câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới phần này thì các em cũng có thể làm được.
Đó là những đặc điểm cũng như là ưu và nhược điểm của điểm công nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thứ hai, một cái hình thức tổ chức lãnh thổ cao hơn điểm công nghiệp, đó là khu công nghiệp tập trung. Khu công nghiệp tập trung là một cái, có thể nói khu công nghiệp tập trung là một cái hình thức ra đời sớm ở các nước tư bản phát triển, và nó được coi, được đánh giá là một trong những cái hình thức mà nó đem lại hiệu quả cao nhất về công nghiệp. Bây giờ các em nhìn vào sơ đồ khu công nghiệp tập trung trên slide cho cô. Một nhận định đầu tiên các em có thể thấy đó là gì? Đó là không có sự xuất hiện của những cái khối màu hồng. Đúng chưa các em? Có nghĩa là không có dân cư sinh sống. Đó khác với điểm công nghiệp lúc nãy chúng ta vừa tìm hiểu. Không có những cái khối người ta tô màu hồng. Được chưa? Vậy kết luận đầu tiên chúng ta có thể rút ra đó là gì? Đó là khu công nghiệp tập trung, nó có ranh giới rõ ràng và nó không có dân cư sinh sống. Nó chỉ có những người lao động ra vào trong các xí nghiệp mà thôi, chứ không có dân cư sinh sống. Và thứ hai nữa, các em có thể dựa vào bảng chú giải. Các em có thể thấy là gì? Khu công nghiệp tập trung nó sẽ có vị trí tương đối thuận lợi. Bởi vì sao? Bởi vì các em thấy trên bảng chú giải người ta đã ký hiệu là gì? Nó sẽ bao gồm đường sắt nè, bến cảng nè, sân bay và cả đường bộ nữa. Còn điểm công nghiệp thì không có những cái yếu tố đó. Khu công nghiệp tập trung nó sẽ bao gồm nhiều xí nghiệp. Những cái khối mà người ta tô màu cam đó, các em thấy đó là các xí nghiệp hạt nhân. Và xung quanh xí nghiệp hạt nhân sẽ có nhiều xí nghiệp khác nữa, đó là các xí nghiệp công nghiệp nhẹ và thực phẩm màu vàng, và các xí nghiệp tận dụng cơ sở hạ tầng màu xanh. Nghĩa là nó sẽ bao gồm nhiều xí nghiệp và trong đó sẽ có một, có những xí nghiệp hạt nhân. Và do nó có nhiều xí nghiệp cho nên các xí nghiệp này nó có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Như vậy chúng ta sẽ rút ra một vài đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung như sau. Đặc điểm đầu tiên, khu vực có ranh giới rõ ràng, có vị trí thuận lợi. Đặc điểm thứ hai là tập trung tương đối nhiều xí nghiệp và có khả năng hợp tác sản xuất cao. Đặc điểm thứ ba đó là sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước vừa để xuất khẩu. Có một cái lưu ý ở cái đặc điểm này đó là gì? Đó là những cái khu công nghiệp mà nó sản xuất những cái mặt hàng mà chuyên để xuất khẩu thì người ta gọi là khu chế xuất. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bắt gặp một cái nội dung nữa, đó là khu chế xuất. Và ở nước ta thì ngoài cái khu công nghiệp tập trung thì chúng ta còn có khu chế xuất và khu công nghệ cao. Và đặc điểm thứ tư của khu công nghiệp tập trung đó chính là các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp. Đó là bốn cái đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung. Bây giờ các em sẽ cùng quan sát một số hình ảnh về khu công nghiệp ở nước ta, điển hình là địa phương của chúng ta. Hình ảnh đầu tiên đó là khu công nghiệp Hòa Cầm, rất là gần gũi và quen thuộc với các em. Hình ảnh thứ hai đó là khu công nghiệp Hòa Khánh. Bây giờ dựa vào hai hình ảnh này chúng ta có thể thấy được đó là gì? Khu công nghiệp Hòa Cầm hay khu công nghiệp Hòa Khánh nó sẽ bao gồm nhiều xí nghiệp, nhiều nhà máy xí nghiệp, được chưa? Nó sẽ có một cái nhà máy lớn ở giữa và xung quanh nó sẽ có nhiều nhà máy xí nghiệp nhỏ hơn hỗ trợ cho cái nhà máy này. Và nó sẽ có vị trí tương đối thuận lợi bởi vì nó nằm gần như gần những cái trục đường giao thông tương đối thuận lợi. Đó chính là sự khác nhau của khu công nghiệp và điểm công nghiệp. Bây giờ cô chiếu lại phần này để các em ghi bài nghe. Cô sẽ dành ra một phút để các em hoàn thành bài vào vở. Trong phần này thì cô sẽ đặt ra một câu hỏi để các em trả lời. Bây giờ nghe rõ câu hỏi cho cô nè.
Sự khác nhau của khu công nghiệp tập trung. Sự khác nhau cơ bản nhất của khu công nghiệp tập trung và điểm công nghiệp là gì? Bạn An Thị Minh Ngọc, điểm công nghiệp gắn liền với khu dân cư, còn khu công nghiệp tập trung thì không. Đúng rồi, bạn An Thị Minh Ngọc trả lời chính xác rồi các Đó chính là cái đặc điểm khác nhau cơ bản nhất của khu công nghiệp tập trung và điểm công nghiệp. Trong khu công nghiệp tập trung thì không có dân cư sinh sống, chỉ thấy là lao động, người ta đi vào nhà máy rồi người ta trở ra, chứ không có dân cư sinh sống ở đó. Được chưa? Đó là cái đặc điểm đặc trưng nhất của khu công nghiệp tập trung và điểm công nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung tiếp theo, đó là hình thức thứ ba của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, là hình thức cao hơn nữa so với khu công nghiệp tập trung, đó chính là trung tâm công nghiệp. Bạn nào có thể cho cô biết là có một cái đặc điểm chung của trung tâm công nghiệp và điểm công nghiệp lúc nãy chúng ta vừa tìm hiểu đó là gì? Nhìn vào sơ đồ trung tâm công nghiệp, các em có thể thấy có một đặc điểm chung, đó là gì các em hả? Đúng rồi, bạn Phạm Hưng Thịnh, lớp 10 trên 1. À, bạn An Thị Minh Ngọc, lớp 10 trên 3. Đúng rồi, có khu dân cư. Các em có thể nhìn thấy những cái khối người ta tô màu hồng không? Đó chính là khu dân cư. Được chưa? Và dân cư ở đây có thể khẳng định là gì? Đó là dân cư đông đúc. Trong cái trung tâm công nghiệp, cái phần số 2 lúc nãy chúng ta tìm hiểu đó, thì nó không có những cái khối màu hồng, không có dân cư sinh sống. Trong cái trung tâm công nghiệp phần thứ ba này thì chúng ta lại bắt gặp lại cái hình ảnh những cái khối người ta tô màu hồng, đó là khu dân cư. Và các trung tâm công nghiệp thường là những nơi là thường là các đô thị và dân cư đông đúc. Được chưa? Và nó cũng có nằm ở vị trí địa lý hết sức thuận lợi, bởi vì nó cũng có đường sắt, bến cảng, đường bộ và các kho, đường bộ, đường sắt và các sân bay. Được chưa? Người ta đã ký hiệu rất là rõ trên các bảng chú giải đó. Và có một cái đặc điểm nổi trội của trung tâm công nghiệp so với hai cái hình thức tổ chức lãnh thổ chúng ta vừa họp, đó là gì các em hả? Đó chính là nó sẽ bao gồm nhiều phân ngành khác nhau. Nó sẽ bao gồm nhiều phân ngành khác nhau. Và trong đó một số ngành nổi trội được gọi là những cái ngành hạt nhân hoặc là những cái ngành chuyên môn hóa. Và các ngành khác sẽ là những cái ngành bổ trợ cho nó. Như vậy, chúng ta sẽ rút ra một số cái đặc điểm của trung tâm công nghiệp. Đặc điểm đầu tiên, đó là nó sẽ gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lý thuận lợi. Nhớ cho cô cái ý này, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lý thuận lợi. Kết luận thứ hai, đó là trung tâm công nghiệp, nó sẽ bao gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp, nó sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về sản xuất, kỹ thuật cũng như là công nghệ. Đặc điểm thứ ba của trung tâm công nghiệp đó chính là nó sẽ có các xí nghiệp nòng cốt hay còn gọi là các xí nghiệp hạt nhân. Đặc điểm cuối cùng đó là trung tâm công nghiệp nó sẽ có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ. Nội dung này nó sẽ giống với cái nội dung của khu công nghiệp tập trung.
Các em nhớ nhìn rõ lại nội dung của ba cái hình thức tổ chức lãnh thổ lúc nãy. Sau đây là cô sẽ cho các em làm một bài tập. Bây giờ đây là cái Atlas địa lý trang 26 Atlas Việt Nam. Được chưa? Cái trong trong cái Atlas này cô đã cắt ra cái phần thứ hai của Atlas địa lý trang 26. Bây giờ các em quan sát cái hình này và các em hãy cho cô biết nè. Hãy kể tên một số cái trung tâm công nghiệp của nước ta. Trung tâm nào là lớn nhất? Những cái vòng tròn đó chính là thể hiện những cái trung tâm công nghiệp và quy mô của những vòng tròn đó chính là thể hiện quy mô của trung tâm công nghiệp. Như vậy, hãy cho cô biết trung tâm công nghiệp nào là lớn nhất. Đúng rồi, Hà Nội chính là trung tâm công nghiệp lớn nhất. Ngoài ra còn có gì nữa các em? Hải Phòng, Nam Định hay là Thái Nguyên, vân vân, Việt Trì, vân vân. Bây giờ nè, đối với Hà Nội các em có thể thấy là gì? Hà Nội về các ngành công nghiệp cũng hết sức đa dạng. Nó sẽ bao gồm các ngành đó là cơ khí, ô tô, chế biến nông sản, dệt, sản xuất giấy, rồi vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, Hà Nội nó sẽ chuyên về cái hướng quy mô hóa nào? Ai à, cho cô biết? Trung tâm công nghiệp Hà Nội nó sẽ bao gồm nhiều ngành khác nhau, tuy nhiên nó sẽ chuyên về một cái ngành hay còn gọi là những cái ngành hạt nhân hay gọi là ngành chuyên môn hóa đó. Bạn nào có thể cho cô biết Hà Nội sẽ chuyên về những cái ngành nào? Hà Nội nó sẽ chuyên về những cái ngành công nghiệp công nghệ cao, có ví dụ như là ô tô. Được chưa? Ngoài ra còn có gì nữa các em? Bạn nào trả lời được? Cô thấy có một bạn trả lời không, các em có trả lời đúng ô tô thôi. Bây giờ các em về tìm hiểu cho cô bài tập này, đó là cho cô biết Hà Nội sẽ hướng về hướng chuyên môn hóa nào, được chưa? Bây giờ cô sẽ cho các em xem một cái ví dụ. Cô ví dụ như là ở Thái Nguyên đây, trung tâm công nghiệp Thái Nguyên thì nó sẽ bao gồm các ngành đó là luyện kim, cơ khí, vật liệu xây dựng và chế biến nông sản. Vậy Thái Nguyên nó sẽ chuyên môn hóa về ngành công nghiệp nào? Hay còn gọi là ngành công nghiệp nào là ngành công nghiệp hạt nhân ở đây? Đó chính là luyện kim. Hay ví dụ thứ ba đó là Hải Phòng đi. Hải Phòng, trung tâm công nghiệp Hải Phòng nó sẽ có ngành nào được gọi là ngành công nghiệp hạt nhân các em? Đúng rồi, đó là cảng biển. Hay còn gọi là đóng đóng tàu, cô xin lỗi, đó là ngành đóng tàu, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái tổ chức lãnh thổ cuối cùng, được gọi là tổ chức lãnh thổ phức tạp nhất trong các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, đó chính là vùng công nghiệp. Đối với vùng công nghiệp thì các em có thể quan sát sơ đồ cho cô. Đối với mỗi hình tròn đó là một trung tâm công nghiệp. Và cái hình tròn lớn nhất nằm ở giữa chính là trung tâm công nghiệp hạt nhân. Vây quanh nó sẽ là các trung tâm công nghiệp hỗ trợ. Và các trung tâm công nghiệp này được nối liền với nhau bởi cái yếu tố gì đây? Bạn nào có thể trả lời cho cô được? Các trung tâm công nghiệp này nó sẽ liên kết với nhau bởi cái hệ thống gì đây các em? Đúng rồi, đó là hệ thống đường giao thông. Bạn Hồng Ân lớp 10 trên 3 trả lời chính xác rồi. Và phân ngành của các trung tâm công nghiệp này cũng hết sức đa dạng. Như vậy, trong vùng công nghiệp, các em cần phải nắm được những đặc điểm sau cho cô. Đặc điểm đầu tiên, đó là một vùng lãnh thổ rộng lớn.
Đặc điểm thứ hai đó là bao gồm nhiều điểm, nhiều khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp. Đặc điểm thứ ba các em cần nắm được cho cô đó là có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa. Một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa. Như lúc nãy cô đã vừa ví dụ đó, Thái Nguyên, trung tâm công nghiệp Thái Nguyên nó sẽ bao gồm rất là nhiều ngành, đúng không? Nhưng trong đó sẽ có ngành chuyên môn hóa, đó là luyện kim. Thì tương tự như vậy, vùng công nghiệp cũng vậy, nó sẽ bao gồm nhiều trung tâm công nghiệp và trong đó sẽ có một cái trung tâm công nghiệp là trung tâm công nghiệp hạt nhân. Và có các ngành phục vụ và hỗ trợ. Các em hoàn thành nhanh cái nội dung này và vỡ cho cô. Như vậy, sau khi tìm hiểu bốn cái hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, thì các em phải nắm được cho cô hình thức đầu tiên là điểm công nghiệp là hình thức đơn giản nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Hình thức cuối cùng là vùng công nghiệp chính là hình thức phức tạp nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Bây giờ cô sẽ đi ví dụ chứng minh cho các em thấy đó là trong vùng công nghiệp sẽ có một trung tâm là hạt nhân và các trung tâm khác là các trung tâm bổ trợ và có một vài ngành công nghiệp nó sẽ tạo nên hướng chuyên môn hóa là như thế nào. Bây giờ chúng ta lại gặp lại cái atlas địa lý trang 26 atlas Việt Nam. Bây giờ các em xem nè, Hà Nội là trung tâm công nghiệp lớn nhất ở Trung Du miền núi và đồng bằng Bắc Bộ, được chưa? Bây giờ các em có thể quan sát là gì? Hà Nội là trung tâm hạt nhân và xung quanh nó chính là những cái trung tâm bổ trợ. Và ở khu vực Bắc Bộ, ở Bắc Bộ thì Hà Nội và những vùng lân cận của nó sẽ có mức độ tập trung công nghiệp cao bậc nhất của nước ta. Từ Hà Nội sẽ các ngành công nghiệp nó sẽ phát triển theo những cái hướng chuyên môn hóa khác nhau và nó sẽ nằm dọc theo những cái tuyến giao thông huyết mạch. Bây giờ cô sẽ đi chứng minh cho các em xem. Từ Hà Nội đi Hải Phòng, Hạ Long và Cẩm Phả thì nó sẽ phát triển triển cái hướng chuyên môn hóa ở đây đó là cơ khí, khai thác than và vật liệu xây dựng. Từ Hà Nội đi Đáp Cầu, Bắc Giang thì nó phát triển phân hóa học và vật liệu xây dựng. Từ Hà Nội đi Đông Anh Thái Nguyên thì phát triển ngành cơ khí và luyện kim. Từ Hà Nội đi Việt Trì Lâm Thao thì phát triển hóa chất và giấy. Từ Hà Nội đi Hòa Bình Sơn La thì phát triển thủy điện. Và cuối cùng Hà Nội Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa thì phát triển dệt may, điện và vật liệu xây dựng. Và tương ứng với nó sẽ là những cái tuyến giao thông huyết mạch nào? Cô ví dụ từ Hà Nội đến Hải Phòng thì sẽ là quốc lộ 5. Từ Hà Nội đi Quảng Ninh sẽ là quốc lộ 18. Từ Hà Nội đi Việt Trì Phú Thọ sẽ là quốc lộ 23. Từ Hà Nội đi Thái Bình Nam Định sẽ là quốc lộ 1. Như vậy chúng ta đã chứng minh được hai ý. Thứ nhất đó là các trung tâm công nghiệp nó sẽ gắn liền với nhau bởi hệ thống đường giao thông và sẽ có một trung tâm gọi là trung tâm hạt nhân nằm và quay quanh nó sẽ là các trung tâm bổ trợ và phát triển những cái hướng chuyên môn hóa khác nhau. Như vậy kết thúc bài này thì các em cần phải nắm được cho cô hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, các em cần phải nắm được cho cô ba cái vai trò quan trọng nhất
của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Và cái nội dung thứ hai, các em phải nắm được cho cô đặc điểm cũng như ưu và nhược điểm của bốn cái hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Phải so sánh được cho cô bốn cái hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đó. Để ôn lại kiến thức chúng ta vừa học thì các em sẽ cùng cô làm một số cái bài tập củng cố. Câu hỏi thứ nhất, hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp không gắn với điểm dân cư là gì? A. Điểm công nghiệp. B. Khu công nghiệp. C. Trung tâm công nghiệp. Và D. Là vùng công nghiệp. Đúng rồi, có rất là nhiều bạn làm đúng, đó là đáp án B, khu công nghiệp. Bạn Thanh Đa làm đúng rồi. Bạn Kim Mai 10/5 làm đúng. Thu Trâm cũng đúng. Có bạn Tống Thị Tường Loan làm sai. Tường Linh hay Tường Loan đây? Rồi, đa phần là các em làm đúng câu hỏi này. Câu hỏi thứ hai, hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp gắn với thành phố lớn hoặc đô thị là gì? A. Điểm công nghiệp. B. Khu công nghiệp. C. Trung tâm công nghiệp. D. Vùng công nghiệp. Tiếp tục câu hỏi số 2, các em làm cho cô. Hình thức tổ chức lãnh thổ nào gắn với thành phố lớn hoặc là đô thị các em? À, có nhiều bạn làm rất là nhanh và đúng nè. Bạn A Thị Minh Ngọc lớp 10/3. Phan Ngọc Phương, đúng rồi. Đúng rồi, họ thấy các em đều làm đáp án C. Tiếp theo câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 này là phần liên hệ với nước ta. Câu 3. Đà Nẵng, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh là hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? A. Điểm công nghiệp. B. Khu công nghiệp. C. Trung tâm công nghiệp. D. Vùng công nghiệp. Các em làm thì nhớ ghi luôn giùm cô là câu nào và đáp án gì luôn nha. Ví dụ như là đáp án C của câu 3 thì các em ghi là 3C cho cô với. Đúng rồi, bạn Khánh Linh làm đúng rồi, đó là đáp án C, trung tâm công nghiệp. Đà Nẵng, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh là các trung tâm công nghiệp. Đà Nẵng được coi là trung tâm công nghiệp lớn nhất của duyên hải miền Trung. Chúng ta câu số 4. Tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ gồm Biên Hòa, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu được gọi là gì? A. Điểm công nghiệp. B. Khu công nghiệp. C. Trung tâm công nghiệp. Và D. Là vùng công nghiệp. Các em làm câu số 4 cho cô. Có một bạn trả lời rất là nhanh và đúng, đó là bạn Võ Văn Nghĩa lớp 10/6. Đó chính là vùng công nghiệp. Lúc nãy chúng ta học vùng công nghiệp là gì hả? Vùng công nghiệp là phần lãnh thổ rộng lớn. Được chưa? Nó sẽ bao gồm nhiều trung tâm công nghiệp nè, nhiều khu công nghiệp nè và nhiều xí nghiệp. Nó sẽ bao hàm ba cái hình thức tổ chức lãnh thổ trang. Cho nên vùng công nghiệp là một phần lãnh thổ rộng lớn. Bây giờ tứ giác công nghiệp ở miền Đông nó sẽ bao gồm cả bốn cái tỉnh như vậy, bốn tỉnh thành phố như vậy thì nó sẽ là vùng công nghiệp. Câu hỏi số 5. Khu vực có ranh giới rõ ràng, tập trung nhiều xí nghiệp, có khả năng hợp tác cao là đặc điểm của A. Là điểm công nghiệp. B. Là khu công nghiệp. C. Là trung tâm công nghiệp. Và D. Là vùng công nghiệp.
Câu năm gì các em? Đúng rồi, họ thấy các em đã làm đúng rồi, chính là khu công nghiệp tập trung, được chưa? Khu vực mà có ranh giới rõ ràng, tập trung nhiều xí nghiệp và có khả năng hợp tác cao, đó chính là khu công nghiệp tập trung. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một câu nữa liên quan đến trung tâm công nghiệp. Đó là các xí nghiệp bổ trợ không đóng vai trò nào trong một trung tâm công nghiệp. A. Tiêu thụ sản phẩm, cung cấp nguyên liệu. B. Sửa chữa máy móc thiết bị. C. Cung cấp hàng tiêu dùng cho dân cư trong trung tâm. Và D. Là sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Các em phải đọc kỹ cái câu này. Các xí nghiệp bổ trợ nó sẽ không đóng vai trò nào trong một trung tâm công nghiệp. Câu này các em đòi hỏi phải tư duy suy nghĩ, không có làm vội làm vàng mà sai ngay. Nhiều bạn làm sai, hầu như hồi lúc nãy đến giờ là cô thấy câu 6 này chưa ai trả lời đúng cả. À, có một bạn trả lời đúng thôi, đó là bạn Uyên Nhi của lớp 10 trên 6. Bạn Pha Ngọc Duy Hân của lớp 10 trên 1, bạn Trần Song Hồi Nam của lớp 10 trên 5 làm đúng rồi, đó là đáp án D. Những cái trung tâm công nghiệp mà cô xin lỗi, những cái khu công nghiệp mà nó sản xuất các mặt hàng xuất khẩu gọi là gì các em, là khu chế xuất rồi, và các xí nghiệp bổ trợ nó không có vai trò sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Các em nên nhớ cho cô ý này, mà nó chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm, cung cấp nguyên liệu cũng như sửa chữa máy móc và cung cấp hàng tiêu dùng cho cư dân trong trung tâm mà thôi. Câu số 7. Câu này tương đối khó, các em phải suy nghĩ cho cô. Câu này nếu như bạn nào lúc nãy đã chăm chú nghe cô giảng bài thì các em có thể làm khá là nhanh. Câu 7, hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp phổ biến trong thời kỳ công nghiệp hóa là gì? Cô nhấn mạnh cái cụm từ thời kỳ công nghiệp hóa. A là điểm công nghiệp, B là khu công nghiệp tập trung, C là khu chế xuất và D là trung tâm công nghiệp. Chỉ có hai bạn làm đúng. Bây giờ các em suy nghĩ cho kỹ. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào mà nó phổ biến trong thời kỳ công nghiệp hóa? Đó chính là khu công nghiệp tập trung. Lúc nãy cô khi giảng đến cái phần khu công nghiệp tập trung, cô đã có lưu ý các em là gì? Đây là một hình thức ra đời sớm ở các nước tư bản phát triển và nó được đánh giá như là một hình thức đem lại hiệu quả cao nhất về công nghiệp. Được chưa? Cho nên khu công nghiệp tập trung chính là hình thức phổ biến nhất trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện nay. Đáp án B. Câu cuối cùng, câu 8. Đặc điểm nào không đúng với khu công nghiệp? A. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi. B. Đồng nhất với một điểm dân cư. C. Sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước vừa để xuất khẩu. Và D là có các xí nghiệp hạt nhân và xí nghiệp bổ trợ. Nhớ cho cô, đây là đặc điểm không đúng. Đáp án chính là đáp án B. Khu công nghiệp không đồng nhất với một điểm dân cư. Đây chính là đặc điểm cơ bản khác nhau giữa khu công nghiệp và điểm công nghiệp. Rồi chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây. Các em về nhà xem trước cho cô bài mới và hoàn thành những câu hỏi cuối bài cho cô. Chào các em.
cô giáo, thầy giáo.